Ariana Grande bí mật tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân. Truyền thông quốc tế sáng 18 tháng 5 đồng loạt đưa tin Ariana Grande và bạn trai kém 2 tuổi Dalton Gomez đã bí mật tổ chức đám cưới. Đây là thông tin cực hot được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Còn người hâm mộ thì đang ở hai thái cực, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc cho cô nàng thánh hủy show này. Trang People cho hay Ariana và bạn trai đã tổ chức một hôn lễ nhỏ tại chính ngôi nhà của mình tại Montecito, California. Giọng ca Problem đã mua biệt thự này vào năm ngoái từ MC Ellen DeGeneres với giá 6,75 triệu đô la Mỹ. Chỉ có khoảng 20 người tham dự đám cưới của cặp đôi, hầu hết là gia đình và bạn bè thân thiết. Nguồn tin tiết lộ cho hay buổi lễ diễn ra trong ngập tràn hạnh phúc, cả Ari và Dalton đều vô cùng yêu mến Montecito. Chính vì vậy họ quyết định sẽ làm đám cưới tại đây. Còn nhớ tháng 12 năm ngoái, Ariana khoe với cả thế giới chiếc nhẫn cầu hôn do chính Dalton dành tặng. Nữ ca sĩ đã nhận được vô vàn lời chúc mừng và gần 10.000 triệu lượt like cho bài đăng thông báo tin vui. Quản lý âm nhạc Scooter Braun bình luận, chúc mừng hai tâm hồn tuyệt vời. Ariana, chúng tôi yêu bạn và rất mừng cho bạn. Dalton quả là một chàng trai may mắn. Ariana và Dalton Gomez hẹn hò từ tháng 3 năm nay. Hai người cách ly tránh dịch cùng nhau tại nhà của Ariana. Vào tháng 5, nữ ca sĩ chính thức giới thiệu người yêu với công chúng qua MV Stuck With You. Ở cuối video ca nhạc về chủ đề tình yêu thời dịch bệnh, Ariana ôm hôn Dalton Gomez và cùng nhau khiêu vũ tình tứ. Vậy là chỉ sau 5 tháng cầu hôn, Ari quyết định sẽ gắn bó cả cuộc đời này với chàng trai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản kém 2 tuổi này. Dalton Gomez là một doanh nhân bất động sản trẻ, tài năng và giàu có ở California. Anh đang làm việc cho tập đoàn bất động sản cao cấp Aaron Kierman, nơi bán các biệt thự triệu đô ở Malibu. Dalton cũng từng là một vũ công, quen biết với nhiều nghệ sĩ Hollywood như Miley Cyrus, quản lý âm nhạc Scooter Braun. Đầu năm nay, Dalton đã giúp vợ chồng ca sĩ Justin Bieber bán biệt thự 8 triệu đô la Mỹ ở Beverly Hills khi họ tậu được dinh thự lớn khác. Mẹ của Ariana, bà Joan Grande, rất quý Dalton Gomez. Ngay sau khi nghe tin con gái đính hôn, bà Joan bày tỏ niềm vui mừng trên Instagram. Mẹ rất háo hức chào đón Dalton Gomez đến gia đình chúng ta. Ariana, mẹ yêu con và Dalton rất nhiều. Chúc hai con hạnh phúc mãi mãi. Ariana Grande kết hôn sau gần 3 năm cô hủy bỏ hôn ước với danh hài Peter Davison. Cô và Peter từng đính hôn chỉ sau một tháng hẹn hò vào hè 2018, nhưng 4 tháng sau đã chia tay. Sau mối tình ồn ào này, nữ ca sĩ quyết định gác lại chuyện yêu đương, tận hưởng cuộc sống độc thân cho đến khi gặp Dalton Gomez. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng hẹn hò khoảng 2 năm với rapper Mac Miller. Cô đã rất đau khổ khi Mac Miller sốc thuốc qua đời vào tháng 9 năm 2018, chỉ vài tháng sau khi họ chia tay.